Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 3 đồng token VK BLB. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 500.000 thôi. Rất ít nhé. Đã có 333 tài khoản holder đã phát sinh 736 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập lên website clam.net, nhưng truy cập website thì mình để phần dưới mô tả ở bên đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm tới 2 bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract như ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask cùng cái chút wallet của các bạn nhé. Ở đây mình bạn thêm địa chỉ tên này ta cần nhập vào ví cho mình. Ký hiệu VKB là B, sau ta phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rất gọn này để nhận token nha. Rồi các bạn nhấp vào đây là đó, thì nó sẽ hiện thị bảng như thế này. Min thấp nhất các bạn có thể mua ở đây là 0.05 BLB. Có điều kiện thì các bạn cố gắng mua nhé. Nếu các bạn cả lao các bạn nhấp vào đây và làm được mình cả lao vào đó. Nếu có kết nối với ví MetaMask thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Đi ra là 0.000553 BLB nhé. Các bạn nhấp xác nhận. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Bạn lưu ý những cái dự án nào đó là những dự án mình tích trữ lâu dài coi, nên là cố gắng tham gia nhé. Các bạn chúng mình cố gắng thường xuyên theo dõi website Clam.net thứ nhất để cập nhật những dự án đức ghi phần thưởng token mới nhất cho mình và các bạn lịch sử chạy in. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản các sàn giao dịch để tiếp nhận điện tử thì các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 3 đồng token VKWBLB. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.